Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình xin giới thiệu cùng các bạn cái hồ cá voi di động này mình đang thi công các bạn. Mình đang làm cái phần hồ, phần thô của hồ. Cái hồ này với diện tích là 1m16 với 3 ngăn lọc. Giờ hôm nay trời hôm qua nó mưa 2 ngày liền các bạn. Nên cái hồ mình làm nó ướt quá, mình chưa có làm lên được các bạn này. Nó sệ các bạn. Quá ướt luôn, nó sệ xẹp xuống luôn này. Mình cái miệng này mình chưa có làm xong. Khi nó khô mình sẽ làm lại phần miệng, mình mới làm sơ sơ cái phần bên trong các bạn, nhưng mà nó chảy quá mình chưa làm được. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình làm cái phần bên ngoài của để mình lắp cái giả cây các bạn. Cái khuôn của mình có làm bằng silicone ở trên cây me các bạn. Giờ mình sẽ lấy là mình áp dụng vào cái làm cho cái vỏ của cái chậu này, mình giả cây các bạn, giả cây cho cái hồ cá coi di động này. Nó sẽ tự nhiên hơn. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình đắp và mình làm cái vỏ cây nha các bạn. Rồi trong khi mà mình đắp các bạn, nó còn ướt á. Các bạn sẽ đây mình sẽ sử dụng cái khuôn này các bạn. Đây cái khuôn này mình lấy từ cái me hôm qua này các bạn. Mình lấy bây giờ mình sẽ in vào cái chỗ mình vừa đắp bầu dầu này để mình lấy cái vỏ của cái cây me này cho nó tự nhiên các bạn. Đó, bây giờ mình các bạn nhớ mà phải nó hơi được ướt nha các bạn, chứ đừng để khô quá nó cứng mình không đắp được. Sâu tí nữa mình sẽ dùng bay mình đặt thêm một tí nữa các bạn để tạo độ sâu hơn nữa các bạn.
đây các bạn có thể thấy này, cái này mình đáp các bạn, à, các bạn có thể thấy là rãnh rất là sâu và nó giống như cái vỏ cây thật của các bạn, nó hình thù của nó đa dạng luôn, giống cái vỏ cây lâu năm già nua nứt nẻ ra. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình làm những phần còn lại, và khi nó khô các bạn có thể dùng bay, các bạn mình dùng bay để mình tách những cái rãnh, đánh một vài rãnh cho nó sâu vào trong để tạo cảm giác như cái vỏ nứt thật các bạn. Chứ nếu mà để như vậy thì nó cũng hơi đồng đều, mình đánh sâu vào một tí nữa thì lâu lâu có cái vỏ nứt sâu vào trong cái thân cây luôn, thì nhìn rất là ok. Và mình sẽ tiến hành mình làm phần còn lại nha các bạn. Rồi ok, bây giờ mình đã làm xong các bạn, mình đã làm xong hết cái vòng quanh luôn rồi các bạn. Đây, mình đã đắp ốp vỏ vòng quanh luôn, bạn có thể thấy là cái vỏ nhìn giống thật các bạn đó. Mình ốp hết vòng quanh, nhìn nó vỏ xù xì đó, nhìn nó rất là già nua các bạn. Với cái cách đắp này thì các bạn sẽ làm được rất nhiều cái dạng chậu giả cây với hình thù khác nhau, với cái vỏ nó rất là tự nhiên các bạn, không có cái nào giống cái nào hết. Bây giờ mình sẽ dùng vay mình đạch sơ qua cái rãnh cho nó sâu, lâu lâu có cái rãnh nó sâu xuống các bạn, để tạo dáng đúng thật các bạn. Rồi ok, mình đã hoàn thiện xong cái phần đắp ba vỏ giả cây cho cái hũ cá coi di động từ cái khuôn mà mình lấy ở gốc me đó các bạn. Đây, nó hơi đau ráo rồi, mình để nó hơi đau ráo được, các bạn có thể thấy là những cái vỏ mình đắp lên đây thì nó rất là tự nhiên, cực kỳ tự nhiên bạn, các bạn 10 vỏ nó sẽ là 10 cái tự nhiên khác nhau. Với cách làm này thì các bạn sẽ rút ngắn được rất là nhiều cái thời gian để mình dùng cái kẽm để mình rạch cái kiểu truyền thống cũ các bạn. Mình làm cái đó thì nó cũng được, nhưng mà nó không có sự tự nhiên bằng cái này các bạn. Cái này cực kỳ tự nhiên và mình thi công rất là nhanh. Đây, mình sẽ quay một vòng lại cho các bạn xem. Đây, các bạn thấy không, mỗi cái vỏ nó đều là một cái hình thù khác nhau, hình dạng khác nhau các bạn, rất là tự nhiên. Còn bên đây là cái gan lọc các bạn, mình vừa quét hồ dầu xong, tại vì cái hồ dầu này mới quét xong để cho nó giữ ẩm các bạn, mình quét vào buổi chiều thì tốt hơn, nhưng quét vào buổi trưa thì nó nắng lên nó khô cướp rất là nhanh, thì cái này mình làm buổi sáng thì đầu chiều mình quét nó sau khoảng 3-4 tiếng thì mình quét được các bạn, thì độ ẩm của cái xi măng nó vẫn còn, khi mình quét vô thì nó bám dính rất là tốt. Các bạn để khô quá thì nó khó bám các bạn. Rồi, cái này mình sẽ chờ khô 1-2 ngày sau, mình sẽ nhức lên và mình dựng đá cho cái hồ cá coi di động 1m6 này. Và sau khi hoàn thiện mình sẽ sơn và mình sẽ quay cho các bạn xem cái phần sơn. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đăng ký kênh để xem những video chia sẻ mới nhất từ mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.